Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình CodeSpace. Khóa học này sẽ dạy cho bạn những điều cơ bản về CodeSpace Edu và hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho bạn, giúp bạn tạo ra những sản phẩm học tập sáng tạo, giúp bạn bước đầu làm quen với lập trình thế giới ảo 3D. Khóa học cơ bản dành cho giáo viên hoặc các bạn học sinh có khả năng tự học cao. Thật tuyệt vời khi bạn tham gia khóa học này cùng với tôi. Xin chào các bạn. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng tiếp tục chuỗi bài tập CodeSpace Edu bài số 8, lệnh tạo bảng câu hỏi. Ở bài học này, trước khi vào bài học, cô sẽ cho các bạn xem một bài tập mẫu của cô. Ở đây, cô giáo đã đưa vào các cái lệnh tạo bảng câu hỏi và các bạn sẽ xem nó sẽ như thế nào nếu sau khi các bạn sử dụng code nhé. Ở đây là cô giáo đã xây dựng một lớp học và sẽ có một số câu hỏi hiện lên ở đây. Ví dụ như là cô giáo đặt câu hỏi cho cả lớp trong một cái bài học nào đấy, thì ở trên lớp sẽ có một cái phần ôn tập và có cái câu hỏi hiện lên và các bạn sẽ lựa chọn đáp án. Có thể là dùng để kiểm tra bài cũ để các bạn hứng thú hơn chẳng hạn đó. Thì cái cách này có thể không chỉ dùng trong lớp học, các thầy cô giáo có thể sử dụng cái cách lập trình để tạo ra những cái câu hỏi để làm cho lớp học trở nên sống động hơn, vui vẻ hơn và thu hút cái việc học của các bạn đó bằng cách đưa ra các cái bảng câu hỏi như thế này. Ví dụ ở đây là em hãy chọn đáp án đúng, 3 x 3 bằng mấy. Ví dụ các bạn chọn là 9 thì nó có gì? Là báo tích xanh, có nghĩa là đúng này. Đúng thì nó sẽ hiện ra một cái bảng là chúc mừng em đã trả lời đúng. Thì bằng cách nào chúng ta sẽ có được cái bảng này? Đó. Tiếp tục câu hỏi tiếp theo, nó lại hiện ra và chúng ta sẽ chọn thử là đáp một đáp án sai nha. Đáp án sai thì có thể là cô giáo sẽ nói là rất tiếc em trả lời sai rồi. Và chúng ta sẽ thử là một đáp án sai tiếp. Thì em trả lời sai mất rồi, nó sẽ hiện ra một cái bảng và sẽ có hình ảnh ở đây. Thì bằng cách nào chúng ta lập trình được thì các bạn hãy theo dõi cách cô làm nhé. Đây. Ở đây cô giáo đã chuẩn bị một lớp học. Các bạn có thể xây một cái lớp học nào đó tùy các bạn. Các bạn xây một cái lớp học nào đó theo ý của các bạn. Ở đây cô giáo xây một lớp học có giáo viên và học sinh. Camera sẽ soi vào lớp. Cô giáo sẽ điều chỉnh camera để camera quay soi lên. Nhấn thử play để xem camera đã soi đúng chưa nhá. Rồi, đây cô giáo sẽ đưa cô giáo ra phía này. Cái nền lớp này, nền lớp này hơi nhỏ. Cô sẽ đưa cô giáo dịch ra vị trí này một chút. Lock lại. Để đưa cô giáo ra đây. Để lát khi mà cô giáo đứng ở đây thì sẽ không bị che bảng câu hỏi, nó sẽ không che giáo viên. Rồi. Bây giờ cô giáo sẽ mở. Cô giáo sẽ mở khóa cho giáo viên này. Đấy. Cô giáo sẽ đặt tên cho đây là cô giáo. Các bạn học sinh thì đang học và đang chăm chú lắng nghe. Bây giờ cô giáo sẽ lập trình cho giáo viên set cho cô giáo animation là chưa set cái gì cả, sẽ set cho cô giáo một cái animation là đi bộ nhá, sẽ đi lên phía trên, walk là đi này. Đấy, set cho cô giáo một cái animation là đi, sẽ cho cô giáo đi tiến lên phía trước,
sẽ tiến lên khoảng 2 mét đi trong vòng 5 giây. Đi thẳng nhá, xem thử nhá. Đấy, giờ sẽ đi thẳng lên phía trước, đi gần hơn với phía các bạn nhỏ nhỏ. Đấy, sau khi mà cô giáo tiến lên phía trước thì cô giáo sẽ set animation cho cô giáo, là cô giáo sẽ làm gì nhỉ, sẽ talk đi, sẽ nói một cái gì đấy, sẽ nói một cái gì đấy trong talk excited, có nghĩa là nói nhưng mà angle đây kiểu như là căng thẳng ấy. Đấy, natural cũng được, natural là bình thường, thái độ bình thường. Nói một cái gì đấy và cái khuôn mặt nó không tỏ vẻ giận dữ. Đấy, đang giảng, giả sử như là đang giảng bài đấy. Sau đó cô giáo sẽ nói một cái câu, sẽ cho cô giáo xây một cái câu là xây một cái câu câu hỏi nhá. À, cô giáo sẽ mở cái phần bảng câu hỏi cô giáo đã chuẩn bị ở đây. Bởi vì là trong cái code space ấy, có khi là các bạn gõ vào đây nó lại bị lỗi. Cô giáo sẽ nói là cô sẽ nói cái câu này trong khoảng 5 giây này. Cô sẽ nói là hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập lại bảng nhân 3. Đấy, cô sẽ copy cái câu này. Cái này là cô giáo chuẩn bị trước nhá. Các bạn có thể chuẩn bị cái nội dung text mà các bạn cho vào bảng câu hỏi ấy, thì là tùy các bạn. Đấy, thì cô giáo sẽ cho vào đây, cô giáo sẽ paste vào đây cho nó nhanh. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn lại bảng nhân 3. Đấy, xem thử nha. Cô giáo đi lên này. Đó. Sau đó cô giáo sẽ giảng giải và có cái phần chữ hiện lên là hôm nay chúng ta sẽ ôn tập bảng nhân 3. Và các bạn có thể thêm âm thanh vào đây, là tùy các bạn. Nhưng mà cô giáo không thêm âm thanh, cô giáo chỉ phần này, cô giáo bỏ qua phần thêm âm thanh. Cô giáo cho nó là chừng 9 giây đi. Thì các bạn có thể ghi âm, hoặc là các bạn ghi âm ở điện thoại, các bạn upload lên. Và các bạn để cái lệnh là lệnh thần kỳ đấy, run parallel đấy, để vừa chạy cái phần text này và vừa chạy cái phần âm thanh, thì cái bài học nó càng sinh động. Đó, thì cô giáo chỉ để phần text thôi, chủ yếu là các bạn sẽ học cái bài về bảng câu hỏi mà. Thế bây giờ làm thế nào để hiện ra bảng câu hỏi thì các bạn sẽ xem nhá. Bây giờ cô giáo có 3 câu hỏi ở đây. Có 3 câu hỏi. Đó. Có 3 câu hỏi này. Bảng nhân 3. Đấy. Và có những cái phần text là trả lời đúng, trả lời sai. Thì câu thứ nhất, cô giáo sẽ vào, cô giáo sẽ cho hiện bảng câu hỏi này vào action. Cô giáo sẽ vào cái lệnh này. Lệnh này. Các bạn sẽ vào action. Sau khi cô giáo cái phần sau khi mà cái phần text là hôm nay chúng ta sẽ cái phần text này. Cái phần text xem lại nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập lại bảng nhân 3. Đó. Thì cái phần bảng câu hỏi nó sẽ hiện lên. Đó. Thì là các thầy cô giáo cũng có thể dùng cái cách này để đặt câu hỏi với học sinh. Thì phần bảng câu hỏi nó ở đây. So quick panel with questions. Đấy. Là chúng ta sẽ sâu lên cái quick, sâu lên cái câu hỏi. Câu hỏi là gì? Câu hỏi mình sẽ gõ câu hỏi vào đây. Và có các cái câu trả lời số 1, số 2. Ở đây mình thêm đáp án ở đây. Đáp án số 3. Đấy. Đáp án số 4. Đấy, mình thêm bao nhiêu cũng được, bao nhiêu đáp án cũng được. Nhưng thường thì là trắc nghiệm nó chỉ có 4 đáp án thôi. Đấy. Và khi mình thêm bao nhiêu thì nó sẽ ra vòng đấy. Correct answer. Đấy. Thì là câu đáp án nào đúng thì mình sẽ đánh dấu. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại nhá. Giả sử câu hỏi 1 là câu 1 em hãy chọn đáp án đúng của 3 x 3. Và sẽ copy cho nó nhanh.
Đây, ví dụ question là câu 1, em hãy chọn đáp án đúng 3 x 3 bằng mấy chẳng hạn. Đấy, thì ở đây mình có thể là cho đáp án bằng 8 này, 3 x 3 bằng 9 này, 3 x 3 thì bằng 12 này, hay là 3 x 3 bằng 6 này. Đấy, thì chúng ta sẽ đáp án đây là đúng là bao nhiêu? 3 x 3 thì đáp án đúng là đáp án số 2, thì chúng ta sẽ chọn đây, vị trí thứ 2. Đấy, nếu như mà chúng ta kích vào cái chỗ khác thì nó đúng thì nó sẽ hiện xanh, mà sai thì nó sẽ hiện đỏ. Đấy, tiếp đến ở cái phần khối lệnh này, nó nói là when correct, có nghĩa là khi mà trả lời đúng thì điều gì xảy ra, mà when incorrect có nghĩa là khi mà trả lời sai thì điều gì xảy ra. Thì cô giáo sẽ thêm vào đây một cái thông báo show info. Đấy, show ra một cái này có thể mình không phải là chữ title nữa, mình sẽ ghi là chúc mừng đi. Đấy, phần text này mình ghi là chúc mừng bạn. Đấy, nó đang bị lỗi đấy, nó không cho gõ. Thì mình sẽ copy, mình sẽ gõ ra ngoài rồi mình copy vào. Nhiều khi cái code paste nó bị như vậy. Phần text nhá, nó sẽ dán vào đây. Đấy, chúc mừng em đã trả lời đúng. Đấy, và cô giáo sẽ muốn thêm vào đây một cái ảnh chúc mừng. Đấy, thì bây giờ cô giáo sẽ quay ra nhá. Cô giáo sẽ vào upload. Đấy, cô giáo sẽ chọn vào ảnh. Cái phần upload này các bạn đã biết rồi đúng không? Upload này, cô giáo sẽ tải lên một cái ảnh chúc mừng. Ảnh câu trả lời đúng này, cô giáo sẽ tải lên này. Cái những cái ảnh này các bạn sẽ tải trên mạng về, tùy các bạn có thể để mặt mếu, mặt cười hay là chúc mừng gì đấy, tùy. Bạn sẽ lên mạng các bạn tải về. Mặt mếu hay là mặt cười, hay là cái phần like. Đấy, bây giờ cô giáo sẽ vào code nha. Đấy, các bạn xem này. Nếu như bảng câu hỏi thì các bạn sẽ chọn vào cái show quick panel. Sau khi khi mà trả lời đúng, mình sẽ show ra một cái bảng là chúc mừng bạn đã trả lời đúng, và mình chọn cái ảnh. Mình chọn ảnh là câu trả lời đúng. Đấy, mình sẽ xem nhá. Nhấn play để xem này. Đấy, cô giáo sẽ đi lên. Sau đó cô giáo sẽ nói là hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập lại bảng nhân 3. Đó. Và sẽ có một bảng câu hỏi lên đây này. Em hãy chọn đáp án đúng 3 x 3 bằng mấy? Thì mình chọn đáp án đúng là 3 x 3 bằng 9 nhé. Thì chúc mừng em đã trả lời đúng. Đấy. Thì nó sẽ hiện một cái bảng lên. Thì tùy, các bạn có thể sử dụng những cái bảng câu hỏi này ở bất cứ cái gì cũng được. Ví dụ như các bạn đã xây dựng một cái game gì đấy, các bạn cần qua cửa, các bạn cần vào được vòng trong, các bạn sẽ hiện những cái câu hỏi để làm mật mã để người ta trả lời đúng, thì các bạn sẽ cho một cái lệnh tiếp theo. Nhưng ở cái phần này cô giáo muốn là các bạn sẽ học được cái khối lệnh về cái lệnh của sâu ra những cái bảng câu hỏi và các cái bảng thông báo trong cosplay. Đấy. Đấy. Đây, sau khi trả lời đúng này thì là nó sẽ hiện ra cái đấy này. Và sau khi trả lời sai thì các bạn có thể cho cô giáo nói là em đã trả lời sai rồi, cho một cái lệnh em đã trả lời sai rồi, hoặc là các bạn lại show ra một cái bảng. Ví dụ các bạn có thể show ra một cái bảng này. Show ra một cái bảng như thế này. Show ra một cái bảng là buồn quá chẳng hạn. Buồn quá. Quá này. Buồn quá. Rất tiếc em trả lời sai rồi. Đấy. Còn lại có một cái bảng thông báo là về trả lời sai chẳng hạn. Đấy. Và các bạn sẽ tải lên, các bạn sẽ quay về
quay về phần upload. Các bạn sẽ tải lên một cái ảnh mặt mếu. Đó. Quay ra cốt này. Các bạn sẽ chọn là chọn mặt mếu, được chưa? Chọn mặt mếu. Đó, đấy là một cách. Hoặc bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn cách là những cái phần bảng câu hỏi này nó cũng tương tự nhau. Bây giờ các bạn muốn làm nhanh thì các bạn sẽ nhấn chuột phải. Các bạn chọn, ví dụ các bạn muốn chọn cái lệnh này để nhân đôi lệnh này, các bạn nhấn chuột phải. Các bạn chọn, cô giáo muốn chọn cái khối này từ lệnh 7, lệnh 8, lệnh 9. Đấy. Cô muốn chọn từ đây thì cô giáo chọn riêng cái lệnh này, cô giáo nhấn chuột phải. Cô duplicate thì nhân đôi lệnh này. Bây giờ cô giáo muốn chọn cả cái khối này. Đó, thì cô giáo nhấn chuột phải, cô giáo chọn duplicate. Thế là nó sẽ nhân đôi. Đây là câu số 2. Câu 2. Câu 2 chẳng hạn. Câu 2 là 3 x 5 chẳng hạn, cô giáo sẽ thay đổi 3 x 5 bao nhiêu? 3 x 5 thì bằng 13 này. 9 này. 15 này. Đấy, câu trả lời đúng ở đây là câu số 3. Đấy. Đấy, chúc mừng em trả lời đúng, chúc mừng em đã trả lời đúng. Hoặc là đây cô giáo không để cái bảng này nữa, mà cô giáo sẽ cho cô giáo set một cái câu nói cho cô giáo hiện lên, là cô giáo sẽ nói là, hoặc là set một cái animation cho cô giáo là cô giáo sẽ vỗ tay. Nếu mà bạn học sinh trả lời đúng là cô giáo sẽ vỗ tay chẳng hạn. Set cho cô giáo sẽ clap, vỗ tay. Đó, thì các bạn xem nhá. Play này. Đấy, giáo viên sẽ đi lên. Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập lại bảng nhân 3 này. Đó. Sau rồi sẽ có một bảng câu hỏi hiện lên. Đó, 3 x 3 bằng ví dụ 6 thì trả lời sai đi. Thì rất tiếc em trả lời sai rồi. Đó. 3 x 5 bằng 15, ví dụ như là chọn đúng nhá. Đấy. Chúc mừng em trả lời đúng. Và à, các bạn biết tại sao như thế không? À, tại vì cô giáo incorrect là vỗ tay nhỉ? À không, vỗ tay thì sẽ phải là ở đây chứ. Là xóa cái này đi. Sẽ có lệnh này đi, remote đi. Rồi sẽ cho cái lệnh correct lên đây. Đó, duplicate lệnh này xuống đây. Đúng không? Trả lời sai thì mới là cái này. Đó, trả lời sai cô giáo, học sinh trả lời đúng cô giáo sẽ vỗ tay nhé. Không phải bảng câu hỏi nữa mà sẽ là vỗ tay nhé. Nhấn play này. Đấy, giáo viên sẽ đi lên. Đấy là tùy các bạn thích dùng lệnh nào thì dùng. Có thể các bạn show ra bảng câu hỏi, hoặc các bạn show ra cái một cái bảng gì đấy. Đấy là cách các bạn sử dụng lệnh 3 x 3 bằng 9 này. Đấy. Chúc mừng em trả lời đúng này. Đấy, 3 x 5 bằng 15 này. Đấy. Đấy, cô giáo vỗ tay thấy chưa, các bạn thấy chưa? Đó, thì ở bài học này các bạn nhớ cho cô hai khối lệnh. Đó là khối lệnh show in for panel, là các bạn sẽ show ra một cái bảng, nó kèm theo một cái hình và các bạn sẽ chèn vào một cái thông báo gì đó. Được chưa? Và một cái bảng là show quick panel, là các bạn sẽ thêm vào các cái câu hỏi. Trong đó khi trả lời đúng thì nó sẽ thực hiện lệnh gì, khi trả lời sai nó sẽ thực hiện lệnh gì. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn các bạn ở bài tập tiếp theo.